Dạ, Vlog xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em làm món cánh gà chiên xù nè. Em mua 2 kg cánh gà về em lăn bột trong chiên xù, chiều nay cho mấy đứa con em đầu xúm nhau nó ăn. Đó, bây giờ em ướp. Bây giờ em ướp xong để khoảng 2-3 tiếng nữa rồi em mới chiên. Để xế xế chút chiều em chiên, mấy đứa con em nó về rồi hả ăn. Bây giờ em chỉ có quay gia vị ướp thôi nha cả nhà. Ở đây thì em chỉ có nè, hành tím nè, tỏi băm, tiêu, bột ngọt và hạt nêm cả nhà, với nước mắm mà em không có mâm đường, em sợ bỏ đường cho nó khét. Giờ em ướp để cho nó thấm gia vị. Cái này là cái công thức của em làm nấu ở nhà em ăn thôi nghe cả nhà, chứ em không biết người ta làm cái chiên sao nữa cả nhà ơi. Em có một tay. Em chọn một tay không được cả nhà ơi. Dạ, em phải chọn 2 tay đây. Phải đi làm 2 tay chọn mới được cho nó thấm. À, quên, em chưa có nước mắm chưa. Em làm cái nào em cũng làm thí thí không nha cả nhà. Làm nhắm nhắm dừa dừa mình ăn cả nhà, gia vị khẩu vị nhà mình ăn thôi nha cả nhà. Chứ em không có giỏi. Trộn thơm quá cả nhà. Có tỏi với hành tím rồi với nước mắm rồi vô. Để đây chút gạnh với cái đầu chiên. Để đây cho nó thấm, lấy nắp đậy lại. Để này đây luôn. Hồi xài luôn. Gà em ướp xong rồi cả nhà. Bây giờ đầu tới em bỏ vô đây em hấp xong rồi em mới đem em chiên, em nhúng bột em chiên nha cả nhà. Ướp xong mấy tiếng đồng hồ rồi. Em lót cả ở dưới rồi. Em lót tả dưới này nè, rồi cái đợi em để mấy cái cánh gà lên cho nó thơm mùi xả. Em hấp khoảng 5-10 phút rồi cho nó mới vừa vừa chín tới rồi cả nhà, cũng không có cho chín mấy, rồi đặt em chiên cho nó nhanh á. Em sợ chiên nó không chín ở trong, em phải hấp. Đó, bỏ vô đặt hấp đổ luôn đi, cái lót một cái mà lâu quá cả nhà, một nồi luôn. Em hấp khoảng 10 phút 15 phút rồi, tại vì em hấp em không có đổ nước, đổ gì là hấp lên là nó sẽ chín rồi, cái đầu nó chín vừa vừa chín tới à. Em vừa một hồi em quay lại em chiên nữa. Đó, giờ để đây ướp nó hấp đây khoảng 10 phút. Dạ, em hấp xong rồi em làm biến gấp gam để nguyên son, hồi em gấp cái son nào, em gấp cái đùi nào, gánh nào thì em mấy cái gánh đó luôn cả nhà. Đây, trong khi hấp gà thì em đã pha bột 2 bịch bột chiên giòn. Em mua 2 kg cánh gà, 2 bịch bột chiên giòn, em không biết có đủ không nữa. Em lấy đại à, với 2 bịch bột chiên xù. Em cũng bắt cái chảo dầu lên cho nó nóng rồi. Bây giờ em bỏ gấp cánh gà bỏ vào đây em lăn với bột nha cả nhà. Em nhúng cho nó với bột, với bột này một cái. Xong rồi cái đầu em quay lên em nhúng với bột chiên giòn, với bột chiên xù. Em là biến á cả nhà, thấy cái son này em để ra cua, em hấp sơ sơ thôi, không cho nó chín luôn. Giờ em lăn qua đây cho nó nhúng bên đây, cho nó thấm bên đây nè. Mua đại, em làm đại em không có không biết là bao nhiêu cái gà, bao nhiêu bột mới vừa đó. Giờ em cũng ít có ăn lắm, mà em ăn thì em thích làm ở ở nhà hơn. Em thích mà mình nấu ở nhà ăn hơn đi ra mua ngoài tiệm đó cả nhà. Chắc nóng rồi đó. À, nó vừa nóng luôn đó cả nhà. Ngon quá, thơm lắm. Thơm lắm cả nhà ơi. Tại vì gà em hấp với xả cả nhà, xả em lót ở dưới cái đó nó thơm mùi xả nè, hành tiêu, nước mắm đồ, nó bay mùi thơm mùi hành tỏi rồi. Con ở đó đi, chờ mẹ làm chút nhóc nè. Chưa có chín ăn cái gì, nhóc em mới nghe tèo thẹo rồi lại ăn hết cả nhà. Chưa có chín, chưa có chín, nằm nó chơi đi con, ở đó chơi đi chút xíu mẹ cho ăn. Chỉ bằng ấy hoài. Em không có biết bao nhiêu ký cho nó vừa, em lăn đại nó chừng nào mà thiếu thì cắt chiên gà không á cả nhà. Còn dư thì nó ấy nhiều. À, ngon, quá ngon cả nhà ơi.
bột nó pha hơi lỏng lắm nè. Cái này em làm theo ý của em không nha cả nhà, cả nhà có ý nào thì cứ làm theo ý đó nha cả nhà. Chứ mua ở ngoài đó mắc đó cả nhà. Em làm gì ăn nó nhà thì đông, mà không lẽ giờ mình ăn mà mình mua mình ôm nó ăn, mình ôm thì kỳ quá. Em không biết cả nhà sao nha, chứ còn em ở nhà mà sao nói ăn cái món gì mà có cái món gì ngon mà mình ăn mình ôm mình thấy kỳ đó. Mua cái gì ngon mà thôi cả gia đình ăn cho nó vui. Lúc trước cũng vậy, lúc trước có cha mẹ chồng với cha mẹ ruột gì em nhà em nấu món gì là nấu nhất trên với cha mẹ chồng cha mẹ ruột lại là ăn là một lần. Mới đây mà nó vàng rồi cả nhà, nhanh ghê, em hạ lửa. Cũ nó đây. Được mẻ rồi nè cả nhà ơi. Được mấy cái rồi, mấy cái chín trước rồi nè cả nhà. Giờ em gấp ra, rồi em chiên hoài hoài tới như cái chừng nào hết rồi thôi cả nhà. Thành phẩm của em đã xong cả nhà ơi, nó được một mâm bị nhót nha cả nhà. Em đương chiên cái chồng em về, con em về ngượng cánh đi hết rồi. Ngượng cánh ăn rồi, nay ổng tăng ca nó. Giờ em đợi bà chị bạn với bạn của nhỏ con gái con em nếu bạn học á lại chơi. Nay đãi chỉ có một mâm này thôi đó. Cái cây chắc phải băng vô con, bạn tới rồi kìa, vừa bạn vừa tới luôn cả nhà. Giờ để em cắt máy. Đứa nào ở đây ngồi không? Hai đứa ngồi đó hả? Rồi, đủ 5 người rồi. Đủ 5 người rồi. Hấu đi theo chẳng. Thôi giờ mình ăn đi. Buồn quá à, để tính làm cái gà cho chị ăn mà chị qua chị ăn không được rồi. Tự nó bỏ vô hấu hả? Tự nó vô nhờ. Đâu em mời bữa nay chứ mới là bữa nó là cuối tuần á. À cuối tuần là món khác nữa. Nữa. Cứ làm hoài đó tại vì cứ không là tại vì em mất ấy nè. Em mất cái cu là em để like. Chứ vừa lên video mà vừa like nữa là ai xem đâu mà ngày mà lên 2-3 cái like rảnh rồi mình ngồi xem hoài. Thì em mới mình làm ớt lên được không? Ớt gì? Ớt lên like luôn hả? Video là ra video, còn like là ra like. Online mình trực tiếp luôn, mình nói chuyện trực tiếp với mấy anh vô rồi ta nhắn tin qua lại nói chuyện trực tiếp luôn. Thôi giờ mình ăn đi. Mấy đứa con ăn này đóng ăn tới phải con ăn tới được không? Được mà. Chiên trên ăn được mà ăn được không? Được ăn đũa không? Hả bóc đi. Dẹp đũa đi. Bóc nó ngon hơn, ăn này nó bóc ngon hơn cả nhà thôi. Rồi, bóc đi con. Thôi em mời cả nhà đi. Em bóc luôn cả nhà. Cái bẻ cuối cùng nên hết biết ra. Thấy gần xong rồi bỏ đó đi dọn dẹp, giờ dọn và dọn bài ra tại quay lại khác. Nó vàng. Quay lại nó vàng. Ăn thử coi ngon không? Gái mời cả nhà cái. Em mời cả nhà nghe, em mời các cô bà cô bác anh chị nha. Đã ủng hộ em, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong thời gian qua nghe cả nhà. Em mời cả nhà ăn với em cánh gà. Hai đứa trợ lý không nói với em. Hai đứa trợ lý rồi. Dạ. Tao tiếng coi. Trợ lý nói đi. Mời các bạn coi, mời các ông bà cô chú coi. Mời các bạn khán giả với mình. Thôi em mời cả nhà ơi, cả nhà ăn với em nha. Bữa nay em ăn cánh gà mua nguyên mâm luôn. Còn ống ăn nó giòn. Buồn quá, Yến Quang nói kỹ rồi ăn luôn cho vui. Tưởng hẹn cuối tuần nên đột xuất quá. Hôm nay ăn với hấu buồn đỡ. Ăn với hấu buồn đi. Em có bà chị qua chơi kêu tính đãi bả luôn mà cuối cùng bữa nay ngày rằm bả ăn chay á cả nhà. Ban trai cái làm cuối cùng em làm à, và chào ban dưa hấu luôn. Em ăn cánh gà, con ăn đi. Con chào ông bà chưa chứ? Ê dở quá ta. Mì gió vô cả nhà cái, mì gió cho ông bạn cái. Yeah 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 yeah. Trời ơi, thầy có trợ lý này ngon luôn rồi. Trợ lý này cao lắm, trợ lý này cao sấp hơn mẹ nữa. Trợ lý này có nè, trợ lý này cao sấp hơn mẹ. Ừ cứ gì cơ. Thôi ăn đi. Ra tôi ăn rồi. Vừa ăn không biết đó. Ngon không phải bà? Ngon không? Thơm lắm. Uổng ghê không phải? Chị không ăn cho ăn thử không biết em làm. Đúng rồi, nhìn thấy ngon hấp dẫn quá.
thơm phức luôn. Tại em ướp, em ướp hành rồi hành tím rồi á. Rồi thêm em hấp, em hấp xả nữa, nó bay mùi thơm. Đúng rồi. Thơm chứ. Hồi nãy ra bô tới cửa là nó thơm rồi. Con đừng có phá để cho mẹ ăn. Nói không chưa, trong em hấp giả nha, hơi cáp xe luôn. Hôm nay là cái clip này chắc thử thách người nhìn. ba người ngồi ăn, một người ngồi nhìn chảy nước miếng, chảy nước miếng. Em ăn ở giờ mấy con cái mấy đứa nó hại cái bà cái. Em ăn cái gì cũng đâu á. Ở nhà em ăn, ai ăn cơm hết rồi chỉ còn mình anh em á. Vậy bởi ăn sao là có đau cũng giỏi. Chồng em lắm lên luôn, hơi mập 5 người hút rồi xong. Đây con mới thấy ngoài rồi vậy đâu. Cái thứ hai thì cả nhà ơi. Em mới cái thứ hai, mấy đứa này nó cái thứ ba thì cả nhà. Em làm cái nữa thôi, cả nhà em ngán à. Cho hai đứa này nó ngồi nó nhai đi. Cái mẹ cuối cùng nói điện chị rồi đó. Cái đầu quay lại, cái đầu nó hơi chị đi dọn từ từ ra. Dọn ra quay lại. Nó hơi bị vàng đó bên. Ý là tưởng nó không sớm vậy. Hả? Ý là tưởng không sớm vậy, tưởng 5 giờ mới đi chợ về. Em đi chợ sáng rồi, em ớt, em bỏ cho tủ lạnh. Rồi cái đầu nãy giờ mới đem quay làm giữ cấp. Dọn rồi mới chiên ra dọn ăn quá, mới dọn hai kiểu luôn. Mắc cỡ quá không dám nhai mạnh nè. Ăn nữa đi, ăn nữa đi. Hồi chừa cho bí đỏ hai cái rồi được rồi. Mày hai mày ăn tao chừa với đỏ hai cái được rồi, mày ăn hết hai cái đó là tao quýnh hai đứa mày. Hai đứa con mày dữ ta. Mấy đứa này là cái món này là nó món phế khẩu của tụi nó. À. Gà chiên, gà rán, cá xê là khoái rồi. Ừ. Tháng mua phải tay chiên đó mà. Mệt quá không có làm hơi thời gian làm. Thôi ăn món một thôi.
chị Văn được ăn thử cái không? Còn nhiều video mà. Để đến chủ nhật cái là mấy đứa phải ngồi nhìn mẹ ăn. Phạt lại. Để cảm giác mà ngồi mà nhìn mọi người ăn nãy giờ mấy cái trứng gà rồi chứ. Mấy cái rồi, đứa nãy giờ đứa ăn mấy cái rồi? 5 rồi. Gì lẹ vậy? Trời trời, 5 cái trứng gà. Ghê chưa cả nhà ơi. Con ghê, bạn chơi ăn cùng lúc mà. Vậy hả? Trời đứa 5 cái ghê chưa? Nè, hơn con 1 cái. Vậy đó, giờ là 6 cái. Đó. No luôn, chiều khỏi ăn cơm luôn rồi đó. Con ăn không? Vô một cái nữa nè. Nó ra được tới ngoài nó cầm hai đôi đũa, nó hai đũa hàng. Từ mẹ mới thấy nó trong đó đó. Trứng nhảy ngoài kêu quần. Vô ngoài ăn đi con. Dạ. Kêu quần ra bắt đó mà nó. Em quên mà cả nhà đi hốt, cả nhà đi hốt trắng miệng rồi. Em kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Cái quần chạy lại quắt cái tóc nó chạy liền. Có nó hả? Lên xe đi luôn hả? Dạ đúng rồi. Giờ ông này có chung đựng nữa em qua nè. Nó bán cái như trái bạch nạp vậy. Đâu giá 15 ngàn. Hả à, giá 30 mà có cái nó không bị to hùng. Nó mừng nó hùng quá hùng, nó bị sớt. Nó bị dẻ chứ không. Mình chắc là mình hay có chắc cái gì đâu. Nhưng mà cũng ngọt, mà như hấu cá nồng mà. Ờ, như hấu ăn nãy giờ không lấy giấy dừa tay. Ghê, nó ghê chứ. Thằng giấy dốc chờ quần này lấy thằng giấy dừa tay luôn. Nữa thôi, hai đứa nữa thôi. Quá à. No luôn rồi. Thôi anh xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Cả nhà xem nhớ thương tình bấm cho mấy mẹ con em một like, một đăng ký, một chia sẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye, mấy, đứa. Bye. Mấy đứa này nó còn nhai nữa cả nhà ơi. Bye bye trước nha. Bye bye. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều.